Figs fans. Defensor vệ binh đúng nghĩa của Autobot Defensor hay còn gọi là Ghost Guardian hoặc Gear Guardian là bản hợp thể của Protector Bot, một đội Autobot được tạo ra để bảo vệ loài người. Các thành viên trong đội bao gồm đội trưởng Hotspot, anh là một đấu sĩ bẩm sinh, chiến đấu theo bản năng và là nguồn cảm hứng cho các đồng đội. Năng lượng của Hotspot dường như không bao giờ cạn và anh hạnh phúc nhất khi đứng giữa trận chiến. Hotspot nhận được sự kính trọng lớn từ các Protector Bot khác và họ luôn nghe theo mệnh lệnh anh đưa ra cho dù không phải lúc nào họ cũng cùng chung quan điểm. Hotspot là một chiến binh khó nhằn với cơ thể bọc thép và vũ khí hàng khủng. Anmod của anh là một chiếc xe cứu hỏa. Streetwise, giống như cái tên của mình, anh thông thạo mọi ngõ ngách trên trái đất. Anh cũng đồng thời là người sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ đồng đội và không bao giờ từ bỏ chiến đấu ngay cả khi kẻ thù đông và mạnh hơn nhiều. Không có gì đáng ngạc nhiên khi Anmod của anh là một chiếc xe cảnh sát. Trong IDW, Streetwise cũng đã chiến đấu bên cạnh Pro và BUMBLEBEE ở trái đất. Tuy nhiên, thời hậu chiến anh tham gia tàu Lost Light để kiếm tìm các hiệp sĩ Cybertron với hy vọng sẽ phục hưng lại thời hoàng kim của hành tinh. Blade chưa bao giờ là một Autobot mà trẻ em đem lòng ngưỡng mộ. Blade là một tay lừa đảo đường phố có hạng với đủ loại mánh khóe và chiêu trò bẩn, dĩ nhiên cũng chưa đến cỡ như Swindle và anh tự hào về điều đó. Mặc dù Anmod là máy bay trực thăng nhưng Blade thích dùng cánh quạt của mình để chém Deception hơn là bay lượn trên bầu trời. Một khi đã chiến đấu thì Blade thích cảm giác energon của kẻ thù phun đầy lên lớp vỏ bọc thép của mình, theo ngôn ngữ loài người thì là tắm máu kẻ thù. Và thực sự anh đã làm rất tốt điều này. Trong IDW, trước chiến tranh anh từng là một thành viên của lực lượng an ninh Autobot, tham gia vào vụ bắt giữ lực lượng phản động bao gồm cả Megatron. Chiến tranh kết thúc, Blade cũng tham gia vào Lost Light. Grow, tất cả những gì Grow cần chỉ là cảm giác tự do tự tại khi anh phóng đi trên một con đường vắng. Anh đại diện cho một tinh thần tự do và một tính cách phóng khoáng, dễ chịu. Grow cũng có một tâm hồn đôi chút cô đơn, anh không phải người nói nhiều hay quan hệ thân thiết với mọi người, nhưng luôn sẵn sàng có mặt khi đồng đội cần giúp đỡ. Anh không thích đánh nhau hay mâu thuẫn nói chung, nếu được thì anh luôn sẵn sàng lựa chọn hòa bình. Anmod của Grow là một chiếc xe máy. First Aid, đây là Autobot giàu tình thương và lòng trắc ẩn nhất mà bạn từng biết. Anh cực kỳ quan tâm đến mọi sinh vật, thậm chí anh còn sợ làm đau đến những vật vô tri vô giác luôn. Đến cái mở nắp chai bị hỏng cũng có thể làm anh chú ý và đau lòng, cùng là medic nhưng khác với rất trẻ. Anh không bao giờ mắng chửi người khác mà luôn nói chuyện dễ nghe và là người theo chủ nghĩa hòa bình. Là một medic tài năng, First Aid cũng được rất trẻ chọn làm người kế nhiệm mình. Anmod của First Aid là một chiếc xe cứu thương. Ngoài ra đôi lúc Protector Bot còn có thêm 3 thành viên, Hitrock, Skyfeather và Rook. Tất cả các thành viên trong đội đều có một đặc điểm chung là cực kỳ quan tâm đến con người. Họ đối xử với loài người như kiểu bố mẹ đối với con cái vậy, sẵn sàng hy sinh thân mình để không một con người nào phải nguy hiểm. Chính vì vậy mà khi hợp thành Defensor rồi thì họ hoạt động cùng nhau cực kỳ trơn tru và tình yêu với loài người càng tăng thêm. Mức độ quan tâm cao tới mức nhiều Autobot khác còn phải cảm thấy lo ngại, thực ra Defensor cũng chăm sóc các Autobot khác như ảnh chăm con người luôn. Nhưng đáng buồn thay là tình cảm của Defensor không được loài người đón nhận nồng nhiệt lắm. Các TF bình thường đã to rồi, Defensor lại càng to hơn nữa. Dĩ nhiên là con người chúng ta sẽ cảm thấy lo ngại và sợ hãi trước những sinh vật ngoài hành tinh khổng lồ như thế. Mà Defensor lại không hiểu được điều này. Khả năng đáng chú ý nhất của Defensor là tạo ra một trường lực bảo vệ trong phạm vi 50 feet xung quanh người mình. Tuy nhiên cái này cực kỳ tốn nhiên liệu và anh không thể duy trì nó lâu dài.